Và muốn mua sờ kim giống hero team. Và muốn mua áo dài quên mini world. Áo dài áo đẹp tới mini world. Mini world wow. Mini world wow. Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, mua ngay áo dài tại mini world để giống hero team các bạn ơi. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đó, các bạn thấy mình đọc chữ YouTube nghe nó chuyên nghiệp không? YouTube. Thì hôm nay thì mình có mời Kairon vào trong đây và chơi chung với mình một con map, đó chính là map đào xương các bạn ạ. Đó thì cái trò này rất là đơn giản thôi. Khi mà chúng ta vào trong đây nè, sau chúng ta sẽ cùng nhau gọi là có được một cái cúp. Sau bọn mình sẽ đi đào xương. Sau khi đào xương xong bọn mình sẽ đổi xương thành tiền. Và sau khi đổi xương thành tiền xong bọn mình sẽ có được tiền, bọn mình sẽ mua cái cúp mạnh hơn, mua vũ khí, sau đó là đánh nhau á. Người nào gọi là ăn mạng nhiều hơn thì người sẽ chiến thắng. Nói chung là đơn giản vậy thôi. Rồi, let's go, chúng ta bắt đầu vào trò chơi thế nào. Bắt đầu nha. Rồi vô nè, bây giờ hiện tại là mình có cái cúp nè. Rồi chúng ta về chúng ta đào xương nha. Cái màu trắng trắng này đó bạn. Gì ngủ gì chơi gì đập đá gì đào xương gì. Vậy này đập đá gì này, tôi làm gì tôi đập đá. Cái này là mình vô mình đào xương nè, nhìn nè, thấy không? Cái này là cục xương nữa bạn. Đó, cục xương thấy không? Đào mấy cái này ra chúng ta sẽ được cục xương. Và sau đó có được những cục xương này, chúng ta sẽ đem những cục xương này chúng ta đi gọi là cho chó ăn. À, không nhầm, chúng ta sẽ đi đổi thành đồ, hiểu không? Đổi thành vũ khí, hiểu không? Đó, rất là đơn giản thôi. Rồi, bây giờ mình đã đào được 30 cục xương nè. Bây giờ 30 cục xương chúng ta sẽ đổi một cái cúp sắt. Một cái cúp đá chứ, cúp đá này sau khi đổi xong ta sẽ làm được cái cúp sắt. Rồi, bây giờ mình đã có cúp sắt rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem cúp sắt đi mình đào tiếp. Cúp sắt hình như là dùng skill được. Bùm, đó. Nghe mình được biết là Phong rất là ít chơi cái trò này đúng không? Trời ơi. Chuẩn rồi. Thật sự thì cái trò đào đá này nè là trong team mình là chỉ có Kairon với lại bà Camui với lại ông Dịch là chơi nhiều nhất thôi. Còn mình chơi rất là ít, đó không? Cho nên là không sao cả, nhưng mà mình tự tin vào cái trình độ gọi là đánh nhau của mình, trình độ PvP của mình, hiểu không? Đó, mình vô mình xử hết, mình xử đẹp từng ông luôn. Rồi, 53 cục xương rồi nè. 53 cục xương giờ vô đổi được gì em ta để xem coi. Đổi được cúp vàng nè. Kairon đổi được cúp gì chưa? Trời ơi, mình tới cấp vàng luôn rồi bạn ơi. Mình tới cấp vàng luôn rồi. Trời ơi. Trời, dăm ba mình nhấp con như Kairon thì mình đánh cái một. Được nha. Cứ chờ đi á, được. Để xem sao. Mấy bạn nghĩ rằng là trong trận này mình với lại Kairon là người nào là người chiến thắng thì bạn hãy bình luận cho mình biết nha. Chứ nói chung thì mấy thằng ốc ách con như Kairon thì búng tay cái là khóc lóc liền. Lại gáy to quá. Ok. Rồi, khoan từ, mình có bộ giáp nè, để mình mặc bộ giáp rồi nè. Cáo choàng vào luôn. Bây giờ là cái trò này á, không quan trọng là ai đào được nhiều hay là đào được ít, mà quan trọng là phải mua vũ khí sau đó là đánh nhau, hiểu không? Đó, rồi giờ để mình nâng kiếm lên coi. Mình sẽ nâng cái kiếm của mình lên. Đó, giờ mình đã có được kiếm vàng rồi nè. Tí nữa nâng thành kiếm kim cương. Rồi. Ủa, nâng kiếm chứ hả? Phong quyết định nâng kiếm chứ hả? Ừ, chứ lỡ đang đào tôi gặp ông rồi ông nhào vô ông đánh tôi thì sao, đúng không? Đó, cho nên tôi sẽ nâng vũ khí lên trước. What the fuck, tính ra mình nâng kiếm chi ta, trong đây nó có súng nè, sao không xài súng luôn đi. Nâng kiếm làm gì giờ? Ok, có đạn không ta, có dùng đạn không nha. Rồi, để mình mua một ít bánh mì nữa nè. Sau đó mua thêm hamburger để ăn, để chiến đấu. Được. Cứ gáy đi. Gáy gì đâu, Phong chỉ đang nói sự thật thôi. Ok. Kairon nè, một mạng. Ok, một mạng đã đến từ vị trí của Phong cần. Ui, Kairon nè. Nói rồi, có cái súng này là... Kairon hết máu chưa? Kairon hết máu chưa? Hả? Kairon. Ôi, dăm ba mèn nhóc con. Chạy. Mình hết máu rồi. Mình không có thức ăn. Từ, chạy. Kairon nó mới mua cái súng gì đó mà xịn quá vậy ta. Trời, đó biết được luôn. À, thấy bao rồi. Quay. Kairon. Ơ, Kairon xài súng gì cùi bắp vậy Kairon? Kairon này, trời. Thế mày thấy không? Kairon dễ. Bắn nó mới độ đó mà không chết ta. Ờ, trời, súng Phong mà súng xịn mà cái. Được. Để xem coi bây giờ mình xài súng gì nữa ta. Đây có súng ngắm nè, mình sẽ mua cái súng ngắm. Cái hộp hải cốt này chế tạo xong mua được thêm cái gì mạnh không ta? Ây da, Kairon nè, Kairon chơi đánh lén, Kairon. Ôi, đánh lén gì bạn ơi, nãy bạn cũng đánh lén mình bạn ơi, alo. K-
Chiron. Nhảy nè, nhảy nè. Quay quay, cái đón chơi chơi hồi sinh, cái đón chơi gì chơi dùng bằng xu hồi sinh cái đón. Ủa không chơi được hả? À mới biết. ăn gian. Đại lương đại bác gì cũng thua hết kìa, hiểu không? Chiron nè. Mày thấy không? 5-0 rồi nè, 5-0 rồi. Cái đó tuổi gì thắng được mình? Chúng ta phải đặt cái mức quy định đúng không ạ? Chúng ta phải đặt mức quy định là bao nhiêu kill nữa? Bây giờ đi, chúng ta sẽ gọi là đặt quy định là khoảng bao nhiêu kill và chiến thắng đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là 5 kill. Ok, bây giờ là 15 kill là coi như thắng. Người nào ăn kill. Người nào ăn được 15 kill người đó thắng. Trời ơi. Được. Hiểu không? Hiểu không? Nổ nè. Rồi. Mấy bạn ơi, cây súng này là cây súng lửa đó bạn, bắn cái là nổ nè, thấy không? Đó. Ghê không? Lửa năm cái súng lửa ừ, được. Cái đó ơi, giờ chơi súng lửa không? Cái đó rồi. Được, đây súng lửa. Cái đó. Ấy da. Được. Yeah, một cái. Được. Mới ăn được có kill bị đặt. Chiron. Uầy, súng lửa xịn phải đâu mấy bạn ạ. Ủa khoan, sao mình ăn, ủa hồi nãy là Phong chết là do đạn Phong hay do đạn mình ta? Mình không biết nữa bạn ơi. Nó không thì kêu Chiron luôn chứ. À chắc là do mà mình chết là do đạn của mình rồi. Chiron. Chết queo Chiron rồi, ok. Chiron ơi. Ủa khoan được, bây giờ mình phải ăn vô, mình còn có một máu à. Còn một máu à? No. Còn một máu hả? Alo. Okay. Mình đã chạy kịp rồi mấy bạn ơi, mình đã chạy kịp rồi. Cái đó rồi, ra đây. Này, anh ngồi đây nè em. Cái gì bắn nhiều quá vậy? Đi đâu rồi đây? Đi bắn nhiều quá vậy? Chiron. Ở đâu rồi? Chiron. Ủa đâu vậy? Chiron còn chưa biết mình đang đứng ở đâu mấy bạn ơi. Chiron. Chiron. Được. Chiron. Chiron. Rồi vẫn chết. Nói chung là mình nói thật với các bạn là gì chứ, mấy cái game bắn súng rồi cấp 1 và mới lớp 1, lớp 2 là mình đã chơi bắn súng rồi, bạn hiểu không? Ai da. Rồi ghê. Bây giờ mình được một kill này. Được. Ghê lấy. Ghê không? Giờ đấu kiếm không? Chơi luôn bạn. Đấu kiếm. 8-1 rồi, giờ mình chỉ cần gọi là thêm gọi là 7 mạng thôi là mình ăn bạn rồi. Hiểu không Chiron hả? Kiếm 3 đầu hả? Ui cái kiếm. Kiếm gì xịn vậy? Xuống đây, ngon xuống đây. Ê khoan, mình chưa nâng kiếm bạn ơi. Bạn xài kiếm gì xịn vậy? Bạn chơi với mình bạn ơi. Hả? À, chơi hả? Chơi. À, các bạn thấy không cần chơi gian không? Màu xanh á. Ủa mới dạng gian. Ủa, cái này là chơi là được quyền dùng kiếm dùng súng hết mà. Ai biểu bạn chọn dùng kiếm chi, hiểu không? Ấy da. Ok. À, mình cho đạn bay tứ tung luôn. Đạn bay tứ tung không dính bạn hả bạn? Ôi, đậu không. Mạnh vậy? Cái súng nó bắn gì đạn văng tùm lum la vậy? Chiron. Rồi, chết queo Chiron luôn rồi. Ủa sao mình không được tính điểm ta? Chiron. Đỡ nè, thấy được sức mạnh của là súng lửa chưa hả? Được. Ây da, bình tĩnh, cay rồi. Ủa cay rồi. Ủa chết rồi. Ủa chết rồi hả? Cay rồi. Hello cay. Mày đâu không ơi? Thấy Phong bay cười ghê không? Ai biểu cái không mua tên lửa chi cây ơi. Không phải là không mua tên lửa mà. Rồi xong. Cái nó bắn mình rơi xuống như chim luôn anh em ơi. Mình không có đủ đầu để mua tên lửa các bạn ơi, buồn lắm. Nghèo nè cây. Mày đặt mua kiếm ba đầu. Mua kiếm ba đầu nè, mày đặt đấu kiếm hả cây nè. Đấu kiếm. Này thì đấu kiếm nè, không có tiền rồi đặt. Ờ dạ. Đùa. Ghê. Bạn giết được mình rồi đấy. Bây giờ còn 4 mạng nữa mình win này nè. Đỡ nè. Đỡ nè, trời ơi. Trời ơi. Kiếm gì ta? Nó thật với mình, nó thiệt với bạn nha, mình đã chơi đột kích từ năm mình lớp 2 rồi bạn ơi. Cho nên là trình độ và là ngắm bắn của mình là kinh dị lắm bạn hiểu không?
chơi gọi là đục kết từ lớp 2 lớp đó mình còn mầm non. Ờ đúng rồi đó, mình hơn Caron 2 tuổi cho nên lớp Caron vẫn còn gọi là lớp mầm non thôi. Rồi xong lên thiên đàng đúng rồi. Cài đó. Mình toàn là ngắm trúng vào người không thấy không? Đó, thôi. Mình bắn là mình toàn ngắm vào người thôi mấy bạn ơi, chứ mình không bao giờ bắn vào người hả? À, bắn vào người giống vậy hả? À, được. Được. Không, lâu lâu nó hay bị lỗi, nhưng mà nó bị lỗi gì mình lại có lệ. À, còn có hai mạng nữa mình quên rồi. Ấy. Ok đó đâu vậy? Gì nghe nói bắn vào người giống vậy đó hả? Bắn vào người hả? Đâu rồi? Rồi bây giờ mình phải ăn khoai tây với lại là hamburger vô thì mới tăng được sức mạnh các bạn hiểu không? Chịu đựng hiểu không? Nha. Cay nè. Ơi. Lại chết. Ủa mà sao không bị tính điểm ta? Phải bắn trúng người mới tính điểm à? Ủa giờ nó không tính điểm chứ sao? Chắc là phải bắn trúng người chết luôn mới tính điểm, chứ bắn nổ gì không tính điểm. Cay nè, thấy không? Trúng người mới tính điểm hiểu không? À, rồi. Nếu mà không trúng người là hồi nãy giờ là mình thua nãy giờ đó các bạn. Cay nè. 15 điểm. Yes. Mấy bạn ơi, mình đã chiến thắng rồi. Trời. Ôi trời ơi, nhìn Caron chết nè. Rồi. Chết nằm đống luôn, thương ghê. Alo, em thôi. Ok bạn ơi, thì coi như là mình đã chiến thắng được Caron nè, bạn thấy ghê không? Ở Caron giờ nằm đống nè, thấy không? Nằm đống luôn rồi, thấy không? Rồi, thấy mình ghê không? Nói chung là mấy cái game bắn súng này thì mình mạnh nhất trong Hero Team rồi. Mấy bạn muốn trong tập sau mình sẽ thách đấu với ai, mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mấy cái trò bắn súng này là coi như là mình thắng Caron rồi đó. Ôi, Caron dở ơi. Được. Ok, rồi bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Và nếu như mà anh em thích cái video này của mình thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ, đăng ký kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Hero Team đó nha. Ok, thôi bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em. Phải nồi. Tạm biệt.